Hi. Chị chưa nhìn thấy ở trên fanpage học mãi nhỉ? Ngọc Queen 8 giờ rồi mà chưa có livestream. Ok, cô người ta đã đến đây rồi. Em ơi, làm nào để chị nhìn thấy được link nhỉ? Chị được link của livestream của học mãi nhỉ? Các bạn đã sẵn sàng chưa? Chúng ta sẽ chờ một chút xíu trước khi mà các bạn vào đông nhé. Ok, cô người ta nhìn thấy rồi. Tại sao lại cái ảnh thumbnail lại này, cô đang uống nước như này, xấu thế này. Có 95 bạn online rồi. Ok, bao nhiêu bạn ở bên kênh Facebook của cô người ta đang đổi sang. Rồi, hôm nay chúng ta sẽ bàn về vấn đề gì nhỉ? Ok, để cô xem là cái số lượng online của chúng ta đã lên đến bao nhiêu rồi. Cô muốn là hôm nay thì chúng ta sẽ tập hợp đông đông một chút nhé. Các bạn là 99 điểm danh nào, chắc chắn là ở đây là đa phần là các bạn là 99 rồi đúng không? Các bạn là 99 rồi đúng không? Đó, thế thì bạn nào đang học MC của cô người ca thì điểm danh cái nào? Chào các bạn. Cô nhìn thấy rất rất là nhiều bạn đang online đây này. Đó, wow, con số đã lên đến hơn 200 rồi. Rồi 99, 99 bơi vào đây, 99 ơi. 97 có được không ạ? Thực ra thì hôm nay cô livestream về vấn đề thế nào, làm thế nào để có thể học MC hiệu quả. Nên là sợ các bạn 97 thì sẽ không được hữu ích lắm đâu. Nên là có thể là mình sẽ chờ, cô sẽ hẹn các bạn buổi khác nhé. Ví dụ như là hôm cô có thể đề xuất với học mãi.vn là làm buổi livestream cho các bạn 98 chắc vào đại học này đúng không, hoặc là các bạn 97 là sinh viên năm 2 thì là học tiếng Anh như thế nào. Đấy, cái đấy rất là quan trọng, bởi vì là tiếng Anh là cái môn học mà chúng ta học cả đời đúng không, chứ không phải là một cái môn mà chỉ học mỗi năm đại học thôi là kết thúc rồi đúng không. Pensy à, các bạn nào đã biết đến học mãi.vn thì chắc là sẽ biết đến bộ ba khóa học là Pensy, tức là Pen là P-E-N nhé, còn chữ C là chữ C á, chữ C trong ABC á. Đó, thì Pensy là một khóa học mà gọi là ôn luyện kiến thức toàn diện để giúp cho chúng ta có một cái kiến thức nền tảng vững chắc trước khi vào giai đoạn thứ hai là Pen-E, đấy là luyện đề. Đó, nên bạn nào chưa biết về Pensy thì các bạn tìm hiểu. Đặc biệt là các bạn 99 nào mà chưa thử học online bao giờ, hoặc là có thể là chưa thử học online ở học mãi.vn bao giờ đúng không, thì các bạn hãy thử xem. Đấy, cô thấy là ngay ở trên trang fanpage của học mãi là đã có ngay cái bên dưới là có một cái bài viết này, một cái bài viết của cô Nghịch Ca đây này. Đó, bắt bệnh lỗi phát âm tiếng Anh từ Việt, đây là một cái bài viết, đây là một cái video, một cái bài giảng cũng rất là tâm đắc. Đấy, các bạn có thể xem thử xem và xem là MC có phù hợp với mình không. Đấy, thì có hai câu hỏi mà thường các bạn hay đặt ra với MC, đấy là thứ nhất là nếu với những bạn quá kém thì các bạn nói là cô ơi em kém lắm lắm luôn thì bây giờ học MC có được không, thì xin thưa là các bạn xin giải thích luôn với các bạn, đấy là MC là một cái khóa học mà cung cấp nền tảng tiếng Anh về mặt phát âm, ngữ pháp và từ vựng đầy đủ nhất có thể cho người học tiếng Anh. Đó, cho nên là dù các bạn ở cái trình độ nào thì với cái cách giảng chậm và chi tiết của cô thì các bạn đều có thể lĩnh hội được kiến thức. Đấy, còn với những bạn mà ở trình độ khá khá rồi, ví dụ bây giờ là đề thi đại học khoảng 7 điểm rồi, đấy, bây giờ là muốn lên 8 này, lên 8 rưỡi, 9, thậm chí là hơn, thì các bạn cứ hỏi là học Pensy có phù hợp không. Thế thì thực ra ở học mãi thì có phân định là Pensy N2 thì là phù hợp với những bạn có mục tiêu điểm số từ 6 đến 8, nhưng không có nghĩa là các bạn học MC là các bạn chỉ được maximum là 8 điểm đâu, mà ở đây phân chia trình độ như vậy là để phân định cái phong cách giảng dạy của giáo viên. Phong cách của cô người ta là gì, là chậm này, chi tiết tỉ mỉ đó, và quan tâm đến từng những cái tiểu tiết nhỏ một, nhưng bài giảng thì lại cực kỳ là sâu và cực kỳ là bao quát đó. Tức là một vấn đề cô sẽ bao quát từ những vấn đề cơ bản nhất 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 cho đến những vấn đề phức tạp nhất của cái vấn đề đấy, của cái mảng kiến thức đấy.
Thế cho nên là những bạn nào mà điểm, những bạn nào mà còn yếu ấy, thì các bạn chỉ cần học cái phần dễ thôi. Đấy, chỉ học cái phần dễ thôi, hết cái phần kiến thức cơ bản thôi. Thế trong bài giảng cô cũng sẽ nói luôn là chỗ nào, đúng không? Chỗ nào thì là dễ, chỗ nào thì là khó, chỗ nào thì là là nâng cao. Đấy, những bạn nào mà ở cái mức điểm số từ 7 trở lên thì các bạn có thể tua nhanh, hoặc các bạn có thể là xem lướt cái phần bài giảng phần dễ và các bạn tập trung vào cái phần khó, phần nâng cao. Đấy, cho nên là cô tự tin có thể nói là học Pen Sinh đầu 2 thì kỷ lục học sinh của cô là 9.75. Đó, 9.75 là một con số gần như là tối đa rồi, đúng không? So với điểm, hoặc là năm nay thì số học sinh điểm cao nhất của cô mà học online thì là 9.5. Bởi vì đề thi năm nay thì khó hơn so với đề thi năm ngoái. Đấy, thì đấy là một cái câu hỏi mà thường các bạn sẽ hay gặp. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đi vào phần chính nhá. Đó. Thực ra vừa nãy cô cũng nói qua về Pensy rồi, đúng không? Đấy. Thế thì thứ nhất là môn tiếng Anh có đặc thù như thế nào? Thì môn tiếng Anh, đặc thù của môn tiếng Anh không giống những môn học khác. Đó là kiến thức nó không trải, nó không chia riêng biệt theo từng năm học. Thậm chí có thể có những bạn học lớp 6, lớp 7. Ví dụ như học sinh của cô ấy, có những em học lớp 6, lớp 7 để luyện thi vào lớp 10 chuyên. Những em giỏi lắm, giỏi, các em ấy làm đề thi đại học của các anh chị được luôn rồi ấy. Đấy. Thế mà học em đang học lớp 8, lớp 9 thì không có nghĩa rằng là em không học được Pen C, không học được các cái khóa học của cô. Tiếng Anh là một cái môn học mà nó không phụ thuộc vào độ tuổi, nó thuộc phụ thuộc vào trình độ của người học. Thế cho nên là cô cũng nhận được rất nhiều cái câu hỏi là em lớp 8, lớp 9 thì bây giờ học cái gì, cô có khóa học gì phù hợp cho em không. Thì thực ra cô không có cái khóa học gì mà hoàn toàn là dành riêng chỉ focus vào cái đối tượng năm lớp 8, lớp 9 đâu. Nhưng cái khóa học Pen C là khóa học mà thực ra thì cứ trên 12 tuổi, trên 12 tuổi tức là có một cái khả năng tập trung tương đối là có thể học rồi, và nó cung cấp cái kiến thức nền tảng của tiếng Anh cho toàn bộ người học. Ví dụ như cô có thể điểm qua cho các bạn nhé, tức là khóa học Pen C thì có 15 chuyên đề, trong đó thì có 13 chuyên đề kiến thức và 2 chuyên đề thì là kỹ năng làm bài và gì nhỉ? Đề thi thực. Đấy. Thế thì chuyên đề 1 của chúng ta sẽ học về phát âm. Chuyên đề 1 học về phát âm thì nó có những cái gì? Nó sẽ dạy cho chúng ta là cách phát âm và nhận diện 44 âm ở trong tiếng Anh này. Rồi là cách nhận ra trọng âm trong từ này. Đấy, rồi là cách đọc phiên âm ở trong từ điển này. Rồi cách sử dụng từ điển như thế nào cho hợp lý này. Đấy, cách phát âm đuôi SES và ET này. Đấy là những cái vấn đề mà bất kỳ người học tiếng Anh nào cũng phải nắm được, kể cả 30-40 tuổi bạn mới học tiếng Anh thì bạn cũng vẫn học cái đó, đúng không? Hoặc là mới học tiếng Anh kể cả còn rất là nhỏ bạn cũng học cái đó. Thế rồi là chuyên đề 2 thì nó về từ loại. Đấy, trong tiếng Anh có những loại từ loại gì, sự cấu tạo và thành lập từ như thế nào, thế nào là từ đồng nghĩa trái nghĩa đó. Và trong đề thi đại học của chúng ta thì có năm câu liên quan đến từ đồng nghĩa trái nghĩa, đúng không? Chuyên đề 3 thì nói về một cái khái niệm rất là quan trọng trong tiếng Anh, đấy là collocation, tức là sự kết hợp từ tự nhiên. Đấy, các từ nó phải đi với nhau như thế nào. Ví dụ như trong tiếng Việt thì chúng ta sẽ nói là chèo thuyền, đúng không? Lái máy bay, đấy, lái xe, đấy, chứ không ai nói là chèo xe, chèo máy bay đó, kiểu như thế. Thì đấy là collocation ở trong tiếng Việt. Trong tiếng Anh thì nó có cái từ cố định của nó, đúng không? Thế rồi là cô sẽ dạy cho các bạn tất cả những cái gì, những kiến thức thì liên quan đến danh từ này, đại từ này, mạo từ này, tính từ, trạng từ, động từ. Đấy, động từ thì sẽ bao gồm là thì, các thì này, bên hai thì này, rồi là câu bị động. Đấy, rồi là khi nào dùng to verb, khi nào dùng verb in này. Đấy, thế rồi là câu so sánh này. Đúng, rồi những cái vấn đề khó hơn một chút mà dành cho những bạn mà mong muốn điểm cao như là cụ động từ. Đó. Rồi là thành ngữ, giới từ, liên từ, rồi đến các mệnh đề, các câu, các loại câu ở trong tiếng Anh. Và những cái vấn đề rất là khó, ví dụ chuyên đề từ 11 trở đi. Đấy, 11, 12, 13 là những chuyên đề khó và dành cho những bạn mà đã nắm chắc kiến thức cơ bản rồi, mong muốn kiếm điểm 9, đúng không? Hoặc trên 8 thì các bạn sẽ tập trung vào những cái phần kiến thức như là thức giả định, trong đề thi chỉ có một câu thôi, hay là đảo ngữ, trong đề thi chỉ có một câu thôi. Đấy, rồi là sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ. Đấy, subject verb agreement. Đấy, thế thì đấy là những cái vấn đề khó ở trong tiếng Anh.
mà những bạn ví dụ như là chỉ mục tiêu có khoảng 5 hay là 6 thì tốt nhất là không nên động đến. Đấy. Thì các bạn thấy là nhìn PNC trải dài rất là rộng đúng không? Và cái đặc thù của môn tiếng Anh là như vậy, đấy là trình độ của bạn hiện tại mới là quan trọng chứ không phải là bạn bạn từ mấy tuổi đó, cái số tuổi không nói lên được cái gì cả. Ví dụ như là hôm trước tôi vừa nhìn thấy một không biết là ở đâu nhưng mà có ai đấy share một cái bảng điểm của em 10 tuổi mà được 7.0 IELTS, tức là một cái số điểm khá là ấn tượng và phải sinh viên năm thứ tư chuyên ngành ngôn ngữ mới có thể đạt được. Đấy thì số tuổi không quan trọng đó, các bạn đừng lo lắng nhé. Cho nên là các em nào mà còn nhỏ ấy, lớp 8, lớp 9 mà muốn học tiếng Anh thì riêng mà chỉ có công việc ca dạy thì có thể học NC, hoặc thậm chí là tốt nghiệp cấp 3 rồi lên đại học mà gọi là gì nhỉ, lên đại học mà các bạn của cấp 3 các bạn học khối A, khối B, tức là những khối nó không tập trung vào tiếng Anh thì các bạn cũng có thể bắt đầu lại từ đầu với NC. Tất nhiên là sẽ tiết kiệm hơn nhiều so với việc đi đến trung tâm học những cái khóa học về ngữ pháp đồ đúng không, ngữ pháp hay là phát âm hay là học về từ vựng chẳng hạn, rất là tiết kiệm về mặt chi phí. Nào bây giờ chúng ta sẽ nói về việc là ôn tập như thế nào. Tới năm lớp 12 rất là nhiều bạn đã học PNC rồi đấy, rồi là đã học đăng ký học PNC rồi thì nên học như thế nào cho nó hiệu quả, thì cô cũng nhận được rất nhiều câu hỏi. Thì các bạn khi các bạn đã học PNC rồi ấy, thì chúng ta sẽ nhìn thấy rằng là tổng số lượng bài giảng của PNC ở đây nó là khoảng 80 bài giảng. Và thực ra từ bây giờ đến cuối năm là cô sẽ bổ sung thêm một vài bài giảng nữa, nói chung là khối lượng nó khá là đồ sộ. Thế thì tùy vào mục tiêu điểm số mà chúng ta sẽ đặt ra những cái mục tiêu, những cái kế hoạch tập khác nhau. Ví dụ nếu mục tiêu điểm số của các bạn chỉ là 6 trở xuống thì các bạn chỉ cần học chuyên đề từ 4 đến 10. Đó, chỉ cần học chuyên đề từ 4 đến 10. Bỏ qua chuyên đề 11, 12, 13. Các bạn có thể và chúng ta học trải đều ra, các bạn có thể đếm nhé, chuyên đề từ 1 đến 10 là bao nhiêu bài giảng. Đấy. Sau đó các bạn sẽ chia ra là mình có bao nhiêu thời gian từ bây giờ cho đến tháng 12. Đấy. Tại sao lại phải tính đến tháng 12? Bởi vì tháng 12 là Ben Y đã khai giảng rồi. Ben Y là khóa học luyện đề, tức là luyện giải đề, hay là gọi nó một cách chính xác là gọi là rèn luyện phương pháp và kỹ năng làm bài. Thế thì các bạn cần phải kết thúc PNC trước tháng 12 để chúng ta bước vào PNI thì chúng ta mới mong được cái số điểm trên 7. Đấy là cái kế hoạch học tập nhé. Vậy thì chúng ta có thể tự chia ra đúng không? Là bây giờ là ngày 24 tháng 7, đấy, các bạn bắt đầu ngày hôm nay thì các bạn phải lập một cái kế hoạch là từ bây giờ cho đến tháng 12 làm thế nào để em có thể muốn hết được gần đó bài tập, à gần đó bài giảng. Đấy là kế hoạch học tập và hy vọng rằng là mỗi bạn sẽ có một cái thời khóa biểu riêng cho mình. Kể cả bạn bắt đầu vào tháng 8 hay bạn bắt đầu vào tháng 9 cũng thế, thì bạn cũng phải đẩy, thì bạn cũng phải chia ra. Ví dụ như là bạn có xe đạp, bạn có 18, 9, 10, 11, 12, có 5 tháng, cho là 5 tháng nhé, hay là 4 tháng đi, đúng không? 4 tháng là bao nhiêu? 16 tuần mà chúng ta có khoảng 60 bài giảng. Thế thì tức là 16 tuần mà có bộ 60 bài giảng, tức là một tuần các bạn học 4 bài. Đấy. Thế thì đấy là cái cách mà chúng ta lên kế hoạch học tập. Và bây giờ lớn rồi phải tự lên kế hoạch học tập cho mình đúng không? Và học online nó có một cái hay như vậy. Thế là thay vì các bạn cứ phải nhớ lịch là hôm nay là thứ 3, học ở thứ 3, thứ 5 là phải vác xe ra khỏi nhà này. Thậm chí các bạn đi xe buýt rất là xa này. Thế xong rồi đến nơi có khi là trời mưa, trời bão, cô nghỉ. Đấy. Học offline thực ra là học sinh học offline khổ lắm, không phải là sướng gì đâu. Thế thì học online của chúng ta sướng như vậy, đấy là thích học lúc nào thì học, đúng không? Có thể là ban ngày học hết tất cả cái môn khác rồi, có thể là buổi tối, đúng không? 8 giờ, 9 giờ, 10 giờ bật máy lên bắt đầu học tiếng Anh. Thậm chí là ngày xưa các anh chị 97, 98 biết có những anh chị mà ví dụ như là anh Học Minh nhá, anh có Facebook là Học Minh, hôm nay không online ở đây, đúng không? Một trong những người rất là gọi là fan hâm mộ công nhiệt của công nghệ ca thì toàn học vào 12 giờ đêm thôi hoặc là 1 giờ sáng. Đấy, tức là rất là chủ động như vậy. Thế nên các bạn phải tự lập kế hoạch học tập cho mình nhé. Có bạn nói là cô ơi, cô nói rõ và chậm hơn được không? Các bạn có nghe rõ không ạ? Mọi người có nghe rõ không?
Đó, vậy thì lập kế hoạch học tập là một cái rất quan trọng mà các bạn phải tự lên được. Một tuần học bao nhiêu bài nó tùy thuộc vào mục đích của chúng ta, nó tùy thuộc vào vào việc là chúng ta xuất phát từ tháng mấy và muốn kết thúc tăng sinh vào tháng mấy. Đấy, nhưng cô khuyên là nên kết thúc trước tháng 12 hoặc trước tháng 1. Và học như thế nào? Thế thì chúng ta sẽ nhìn thấy là các bạn có video bài giảng này. Đầu tiên chúng ta xem video bài giảng. Đó, xem video bài giảng, xem hết từ đầu đến cuối. Trong lúc xem thì các bạn phải ghi chú. Đó, ghi xuống vở giống như là mình học ở trên lớp vậy. Tất nhiên ở bên cạnh đấy thì nó có cái file PDF là file tài liệu bài giảng. Thế nhưng mà nếu các bạn quá phụ thuộc vào tài liệu bài giảng ấy, thì chúng ta sẽ bị lười. Thực ra thì ghi chép cũng là một cách rất là tốt để nhớ kiến thức. Đấy. Thế thì các bạn nên ghi xuống. Mọi năm, các năm cô còn có rất nhiều bạn inbox cho cô vở đẹp lắm, vở ghi đẹp lắm, nhìn rất là thích. Và các bạn cũng công nhận với cô một điều rằng là ghi vở mà sạch đẹp lắm thì sẽ học tốt hơn và sẽ ghi nhớ lâu hơn. Đấy. Thế thì các bạn xem video, các bạn ghi xuống chỗ nào nhanh quá, không kịp xem thì các bạn có thể nhấn dừng, tạm dừng. Đấy là cái hay nhá, ở trên lớp làm sao mình nhấn tạm dừng được thầy cô, đúng không? Nghe mà không hiểu thì nếu mà lớp đông có khi còn chẳng dám hỏi ấy. Đấy, hoặc là chỉ đi rất là nhanh thôi mà nhiều khi về nhà còn chẳng đọc nổi nữa, đúng không? Đấy thì các bạn phải đi ra bờ. Sau đó, sau khi xem xong bài giảng, các bạn nhìn lại bài giảng một lần, tự lẩm nhẩm xem là mình đã hiểu hết tất cả các vấn đề chưa. Sau đó các bạn bắt đầu làm bài tập tự luyện. Đấy, các bạn làm bài tập tự luyện thì ở trên học bãi thì có hệ thống trắc nghiệm, đúng không? Đấy, cô cũng không rõ là tất cả các cái bài giảng thì đã cập nhật cái hệ thống trắc nghiệm chưa. Đấy, nhưng mà các bạn có thể hoàn toàn làm trực tiếp ở trên giao diện của học bãi, làm bài tập trắc nghiệm. Và sau khi làm bài tập trắc nghiệm xong thì chúng ta sẽ thấy là hiện ra cái đáp án chi tiết, đúng không nào? Hoặc các bạn cũng có thể là những bạn nào mà chỉ online bằng điện thoại này, khó xem này, rồi là có thể là mạng ở nhà không được tốt lắm, thì các bạn có thể tải cái file tài liệu bài tập tự luyện về và kèm theo đáp án. Đấy. Và các bạn có thể đem hàng in để chúng ta in. Đấy, và đóng thành một cái quyển. Và đáp án thì ở đây không phải đáp án chỉ là đáp án ABCD đâu. Đáp án của cô người cao vô cùng là chi tiết. Cho nên thông qua cái việc đọc đáp án đấy thì các bạn cũng học được rất là nhiều thứ, và các bạn cũng học được cả cái kỹ năng suy luận vấn đề và làm bài nữa. Đấy, cho nên các bạn chịu khó đọc kỹ đáp án nhé. Đó thì đấy là cách học với từng bài một. Thế và sau mỗi một chuyên đề thì chúng ta lại có một cái video là chữa những bài hay và khó của chuyên đề. Đấy, thì cái video này rất là hữu ích bởi vì là có những bạn thì đọc đáp án có thể là chưa hiểu lắm. Đấy, hoặc là ví dụ như là có những cái bài liên quan đến phát âm ấy, đấy thì phải giảng trực tiếp cơ thì mới giải quyết được vấn đề. Đấy thì các bạn nên chú ý cái bài cuối cùng của mỗi chuyên đề, đấy là chữa những bài tập hay và khó. Đấy, rất là quan trọng. Đó. Và đặc biệt là những bạn mà trình độ kém thì nên xem kỹ cái phần bài giảng đó. Đó là cách học nhá. Và thế còn học từ vựng như thế nào? Đấy, các bạn hay có một cái câu hỏi cho cô, đấy là học từ vựng như thế nào? Học từ vựng thì, và học từ vựng ở đâu? Từ vựng kiểu gì thì hay xuất hiện trong bài thi, trong bài thi đại học? Thế thì tiếng Anh không giống như những môn học khác, đấy là nó không có một cái giới hạn cụ thể gì về từ vựng cả. Không có một cái danh sách nào gọi là danh sách từ vựng chuyên dùng cho bài thi đại học cả. Đấy, càng biết nhiều từ vựng càng tốt, càng có nhiều lợi thế. Thế thì học từ vựng như thế nào? Thì các bạn làm cho cô một cái một quyển sổ riêng nhá. Bên cạnh quyển sổ ghi lý thuyết, ghi lý thuyết của trong các cái bài tập mà các bạn thấy được ở trong pencil, ghi lý thuyết và các bài giảng ghi xuống vở, thì các bạn nên có một cái quyển từ vựng nữa. Quyển từ vựng này thì chúng ta nên chia ra làm các cái phần, ví dụ bạn đầu tiên là bạn phải đánh số trang. Đấy, đánh số trang của cái quyển từ vựng này. Ví dụ như quyển sổ của bạn có khoảng 200 trang, đúng không? 200 trang mà chia đều cho 26 chữ cái. Đấy, từ A đến Z. Thế thì và cũng có một số những chữ cái mà nó rất là ít gặp. Đấy, các bạn có thử xem là tần suất những chữ cái rất là ít gặp như thế nào.
thì chúng ta chia ra, ví dụ như là cứ 10 trang một vần chẳng hạn, đúng không? Hoặc có thể là có những vần mà có cái tần suất từ nhiều hơn thì có thể là 15 trang cho một vần. Đó. Các bạn có thể dùng những cái sticker ấy, những cái miếng dán nhỏ nhỏ ấy để dán. Ví dụ như là đây là giống như đây là cái tần sổ chẳng hạn, đúng không? Thì chúng ta có thể sử dụng cái miếng dán đấy. Còn nhô ra một tí như thế này. Nhô ra một tí như thế này và chúng ta cứ ghi cái chữ A vào đây. Đấy, cái A này, xong rồi chữ B này. Đấy, kiểu như vậy. Ví dụ như là cái miếng dán nó chỉ nhỏ như thế này thôi. Đấy, nó chỉ nhỏ như thế này thôi và nó nhô ra khỏi cái quyển sổ của bạn một chút xíu như thế này thôi. Đấy, kiểu như vậy, các bạn nhìn thấy chưa? Đấy, nó nhô ra một chút xíu như thế này thôi. Đấy, và các cái sticker nó sẽ so le với nhau. Các bạn đánh vần, đánh số, từ đánh cái chữ cái, từ A đến Z, đúng không nào? Và chúng ta ghi vào gặp bất kỳ từ mới gì. Đấy, bất kỳ từ mới gì trong bài giảng của cô, trong bài tập của cô, đúng không? Thì các bạn ghi vào đó. Chưa kể là trong mỗi cuốn sách giáo khoa lớp 10, 11, 12 chúng ta có nguyên một cái danh sách từ mới nữa. Đấy là cái bắt buộc mà chúng ta phải nắm được, phải thuộc được. Đấy. Thế thì trong quyển sổ đấy thì chúng ta sẽ ghi những cột như thế nào? Chúng ta sẽ ghi là thứ nhất là cách viết của từ này, tức là gọi là spelling, đúng không? Thứ hai là từ loại, đúng không? Từ đấy là danh từ hay động từ hay tính từ hay trạng từ, cái đó cực kỳ quan trọng cho người Anh đấy. Ví dụ như là từ hand là cái bàn tay, đúng không? Chúng ta có từ biết như thế, đúng không? Hand không chỉ có mỗi một cái nghĩa là bàn tay, tức là danh từ đấy. Thế nên nếu mà bạn chỉ biết là hand hai chấm bàn tay thì đấy là một cái cách ghi không nên, bởi vì hand còn có nghĩa là động từ, là đưa cho ai đó một cái gì đó tự tay hoặc bằng tay, đúng không? Đó. Thế thì từ loại là cái cực kỳ quan trọng, các bạn phải ghi vào. Có thể có một từ mà có nhiều từ loại, có nhiều nghĩa khác nhau, đấy chuyện rất bình thường. Đấy. Sau đó thì chúng ta sẽ ghi một cột thứ ba, đấy là cột phát âm. Cột phát âm, pronunciation. Đấy. Thì phát âm thì cha ở đâu? Cha ở từ điển Oxford. Đấy. Địa chỉ là www.oxfordlearnersdictionaries.com. Cô có thể gõ hẳn ra đây cho các bạn, để những bạn nào mà chưa hình dung ra được là thế nào là từ điển Oxford. Đấy. Thì các bạn có thể dùng một cái đường link duy nhất như thế này thôi, được chưa? Đó. đấy thì cột thứ nhất là spelling này, cột thứ hai là từ loại, cột thứ ba là phát âm. Đấy. Các bạn tra phát âm trong này và nên tra phát âm Anh, tại vì là phát âm Anh thì là một cái phát âm mà bộ giáo dục căn cứ vào đấy để làm đáp án cho kỳ thi đại học. Đấy. Và cuối cùng mới là nghĩa của từ. Đấy, nghĩa của từ và có thêm một cái cột nữa cuối cùng là ghi chú. Đó. Thế thì đấy, chúng ta học từ vựng ở đó ạ. Thứ nhất là sách giáo khoa. Sau mỗi cuốn sách giáo khoa lớp 10 đến 12 đều có danh sách các từ vựng mà có trong cuốn sách đấy. Và cái danh sách đấy là cái danh sách mà là những từ vựng cơ bản cần thiết để có thể thi được thi quốc gia. Nhưng mà nó không có nghĩa là chỉ học ở trong đó thôi, các bạn đừng nghĩ như thế, bởi vì từ vựng tiếng Anh nó rất 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 là mênh mông. Đấy. Và từ vựng ấy thực ra thì nó chỉ là phần xương thôi, thực tế nó là ngữ pháp. Thế cho nên tại sao chúng ta phải học kết hợp tổng hòa cả hai cái đó là vì như vậy. Đấy. Thế các bạn chỉ giỏi ngữ pháp không thì các bạn cũng chỉ được là nhào 4-5 điểm thôi. Đấy. Nhưng nếu kết hợp với cả ngữ pháp và từ vựng thì các bạn mới mong có thể được 6, 7, 8, 9, đúng không nào? Cô ơi, các kiến thức trong sách giáo khoa lớp 10, 12 có liên quan nhiều đến kỳ thi đại học hay không? Cô nghĩ là có. Đó. Bởi vì sách giáo khoa là cái mà Bộ Giáo dục biên soạn. Họ phải mất bao nhiêu công, bao nhiêu tiền ngân sách họ mới biên soạn một cuốn sách như vậy. Thì cái kiến thức ở trong đó là kiến thức mà Bộ Giáo dục muốn kiểm tra học sinh. Thế thì chúng ta đừng lơ là sách giáo khoa. Mọi năm là các anh chị cũng hỏi cô rất là nhiều. Thế. Bởi vì cô biết là cái việc học tiếng Anh ở phổ thông, ở các trường không được diễn ra một cách nghiêm túc hay là cũng không được thú vị. Cho nên các bạn thường là chê bai hoặc là các bạn coi thường sách giáo khoa, đấy là điều tuyệt đối không nên nhé. Bản thân cô người ta cũng phải dựa vào sách giáo khoa để
mà bám vào đấy để đưa ra được những cái đề thi hoặc là những cái vấn đề mà Bộ Giáo dục quan tâm đó. Đấy thì là đối với vấn đề về học từ vựng. Một bạn hỏi là một tháng nữa em bắt đầu học khóa Pensi có kịp không cô? Cái điều này hoàn toàn kịp hay không ạ? Cô không trả lời được là kịp hay không, mà các bạn phải đề ra được cái kế hoạch học tập cho mình, và các bạn phải bám sát cái kế hoạch học tập đấy. Ví dụ như một tháng nữa bạn mới bắt đầu học Pensi mà bạn mới kết thúc Pensi trước năm 2016 đúng không? Tức là bạn có bao nhiêu tuần? Bạn chỉ có khoảng 12 tuần thôi. Đó, bạn chỉ có khoảng 12 tuần thôi, thì 12 tuần đấy làm sao bạn muốn được 60 đến 70 bài giảng? Thì bạn phải lập kế hoạch học tập đúng không? Đó, còn không có cái gì gọi là kịp cả. Đấy, thực ra là cũng rất là thấy cái câu hỏi rất là kỳ cục, bởi vì là kịp hay không nó phụ thuộc vào bạn. Đấy, nó phụ thuộc vào bạn là bao giờ bạn nhấc mông lên để đi học, đúng không? Đấy, và là bạn có bám sát được cái kế hoạch của bạn đề ra không. Ví dụ như có những bạn rất hào hứng nhé, có những bạn rất là hào hứng là cô ơi, em mới học đăng ký học bên trên hồng lắm, nhưng sau một khi một tháng sau cô hỏi lại em học được bao nhiêu rồi, em mới học xong chuyên đề một. Ôi trời ơi, một tháng sau mới học xong chuyên đề một thì bao giờ mới học xong hết mấy chuyên đề đây, đúng không? Vậy thì bản thân cái sự tự giác của các bạn là một cái cực kỳ quan trọng. Đấy. Trong khóa học thì đôi khi cô sẽ tổ chức những cái cuộc thi nho nhỏ, ví dụ như là thi lập kế hoạch tập kiểu như thế, đúng không? Em lập một cái bảng Word hay là Excel gì đó đi, đúng không? Em lên kế hoạch là tuần này em sẽ học bao nhiêu bài nè, kiểu như thế, rồi là em học đến đâu rồi vân vân. Đấy rất là quan trọng. Bạn Diệp Hằng có câu hỏi rất là hay này, mỗi lần học mãi ra mấy bài giảng một môn thì một lúc thì em nên chia khoản thử khóa biểu như thế nào hả cô? Đó. Thực ra thì cô nghĩ rằng là một ngày các bạn nên học một bài thôi. Đấy, một bài trong một môn nhé. Ví dụ như là buổi sáng chúng ta đi học ở trường đúng không? Buổi chiều chúng ta có thể là nghỉ ngơi, rồi là ngủ trưa vân vân để nạp năng lượng. Khoảng 2 giờ chúng ta bắt đầu, thì từ 2 giờ đến 5 giờ hoặc là từ 2 giờ đến 4 giờ bạn học một môn. Một môn thì thường cô nghĩ là thời gian tổng cộng cho một môn, cả xem video bài giảng lẫn làm bài tập và tra đáp án để hiểu vấn đề, thì nó cũng phải rơi vào tầm 2 tiếng, không ít đâu. Đấy, khoảng 2 tiếng đến 2 tiếng rưỡi. Thế thì một ngày mà bạn học 3 môn thì tức là bạn sẽ phải nhìn ra được là một ngày bạn mất bao nhiêu tiếng cho việc học online, đúng không? Đấy, nhưng như thế đã là rất tiết kiệm thời gian rồi. Còn các bạn cứ thử so sánh với việc đi học offline để xem. Đi cả về nó mất đến 2 tiếng đồng hồ rồi, đúng không? Đấy, thì cho nên là chúng ta đã tiết kiệm được thời gian rất nhiều ở cái việc học online rồi. Thế thì tùy vào việc là bạn học bao nhiêu môn cùng một lúc ở trên học bãi đấy, thì các bạn chia ra. Ví dụ như bạn học một tiếng Anh là một tuần 4 bài, đúng không? Một tuần 4 bài tức là mất 4 ngày. Đấy. Xong rồi bạn học toán cũng thế, một tuần 4 bài, nhưng không có nghĩa rằng là ngày nào bạn cũng học tiếng Anh, cũng học toán, bạn nên chia so le ra. Đấy, ví dụ như là ngày thứ hai học toán thì ngày thứ ba học tiếng Anh, đúng không? Hoặc ngày thứ hai học toán lý, ngày thứ ba học là Anh hóa, kiểu như vậy. Những cái môn học và bạn nên chia ra là ngày nào cũng có chứa một cái môn mà bạn yêu thích. Chứ chúng ta không nên xếp hai môn học mà chúng ta đều chán vào một ngày, hay là hai môn học của chúng ta đều yêu thích vào một ngày, thì cái cảm hứng của chúng ta về học tập sẽ không được hợp lý, đúng không nào? Cô ơi, học online thì hiệu quả tương đương với bao nhiêu so với học offline? Cô nghĩ rằng là học online thì hiệu quả so với học offline là ngang nhau, thậm chí nó còn có nhiều lợi ích hơn. Nhưng tuy nhiên, nếu như mà các bạn có cái khả năng tiếp thu, tức là những bạn nào mà ở Hà Nội và không có và có điều kiện đi lại để đến chỗ giáo viên học, thì vẫn nên học offline, tức là học trực tiếp. Thậm chí là với các bạn học cô mà học offline ấy, thì cô còn khuyên là các bạn nên mua một cái tài khoản online. Tại sao lại như thế? Bởi vì là có những kiến thức mà chúng ta học từ đầu năm, xong đến lúc cần thi khoảng trước thi khoảng 2 tháng chúng ta quên mất rồi. Tài liệu thì có nhiều bạn cẩn thận thì không nói làm gì, nhưng cũng có những bạn không cẩn thận sắp xếp tài liệu rất là lung tung, và lúc đấy đi tìm tài liệu rất là khổ. Đấy. Thế thì offline thì cũng tốt, tức là có thể nghe cô nói trực tiếp này, hiểu không hiểu đâu có thể giơ tay hỏi luôn,
rồi đôi khi nó là cái sự, nó là cái cảm xúc mà có thể là phải gặp nhau thì mới có được, đúng không? Thế nhưng mà cô vẫn luôn khuyên các bạn học lớp học là nên mua một tài khoản online để dự trữ, tức là nhớ đâu có chuyện đang học ở trùng lịch không được học cô nữa thì vẫn còn có thể theo dõi những bài giảng của cô, hay là ví dụ như là nghe giảng có thể là chưa hiểu lắm nhưng về nhà xem lại video để hiểu hơn thì sao. Đấy, cái đấy rất là quan trọng. Và thường thì bài tập của online và offline thì cô cũng soạn khác nhau nên các bạn không lo là nó sẽ bị trùng nhau đó. Ok, câu hỏi, xem có câu hỏi nào nữa không nhỉ? Em muốn học kết hợp cơ bản và Pensy có được không ạ? Vì em không có thời gian để học chương trình cơ bản trước. Thực ra ấy, các bạn ơi, cái mà gọi là chương trình cơ bản ấy, nó không, cái tên đấy nó không chính xác đâu. Mà chính xác là chúng ta gọi là học lại chương trình sách giáo khoa lớp 12. Thế thì cô phải nói thật là cái chương trình sách giáo khoa lớp 12 nó không dễ đâu. Cho nên nếu mà bạn nào mà bị mất gốc này, bạn nào mà bị và quá kém mà học cái khóa gọi là cơ bản lớp 12 thì thực ra lại bị quá nặng và quá khó. Thế thì cô nghĩ là không cần thiết phải học cái khóa lớp 12 đấy trước khi mà học khóa học Pensy. Bởi vì như ngay như cô nói từ đầu rồi ấy, cái khóa học Pensy nó là dành cho mọi người, mọi đối tượng, mọi trình độ. Đó. Cho nên là và Pensy còn cơ bản hơn rất nhiều so với cái khóa mà có tên là cơ bản đấy. Cho nên là cô nghĩ là đây là một cái điều không cần thiết phải học. Càng học học thì các bạn sẽ bị rối rồi, vì các bạn càng nhiều áp lực về video các bạn không theo được. Bạn cứ yên tâm là cái kiến thức ở trong Pensy nó rất rất đủ, nó hoàn toàn đầy đủ để có thể thi được đại học, và thậm chí là sau đấy các bạn có nền tảng tốt, các bạn có thể học IELTS, các bạn có thể học TOEIC, các bạn có thể học rất nhiều những cái chứng chỉ tiếng Anh quốc tế khác. Em thấy học online rất buồn ngủ, khó tập trung vào bài giảng. Thực ra thì đúng là như thế đấy, tức là khi mà các bạn ngồi xem video thì tại sao chúng ta lại buồn ngủ, các bạn biết không? Thực ra không phải là buồn ngủ đâu, có nghĩa là bởi vì các bạn không có cái sự tập trung phù hợp. Thì đó là lý do, tức là lý do ở đây, tôi nhìn thấy lý do ở đây là vì các bạn mở quá nhiều tab ở trên màn hình. Đó. Nếu mà các bạn học online ấy, chúng ta chỉ mở duy nhất học mãi thôi, chỉ mở duy nhất cái tab học mãi thôi. Bởi vì khi các bạn bật ra nào là Facebook, nào là game, nào là báo điện tử, rồi đủ thứ, thì bạn đang xem video nhưng mà có một cái gì đó cứ mời gọi bạn. Cũng giống như kiểu là bạn ngồi học một bài ở bàn làm việc, bàn học nhưng mà cái giường nó ở ngay bên cạnh ấy. Đấy, nó rất là quyến rũ đúng không? Hoặc là bạn đang ngồi học ở trong thư viện nhưng mà ngay bên cạnh chỉ là một cái sân đá bóng chẳng hạn, kiểu như thế, tức là bạn không thể tập trung được. Thế thì làm thế nào để có thể tập trung được? Làm thế nào để có thể tập trung được thì cái câu trả lời là gì? Đấy là chúng ta phải vứt bỏ hết những cái gì mà khiến cho chúng ta bị trung tâm đi. Các bạn hiểu chưa? Cái điều đó rất là quan trọng nhá. Và tập trung xem, không bị phân tán được cái gì cả. Thậm chí có thể nói bố mẹ là bố mẹ ơi, đây là giờ học của con, bố mẹ đừng sai con cái việc gì cả. Con sẽ học từ 2 giờ đến 4 giờ và bố mẹ cố gắng là tôn trọng cái giờ học của con. Đấy là cái mà cô nghĩ là các bạn phải rất là nghiêm khắc và kiên quyết ngay từ đầu. Và khi xem video thì có thể nếu mà xem lâu quá, nhiều có thể xem lâu quá. Ví dụ như video của cô Mika thì không quá dài đâu, cô nghĩ là cái nào dài nhất chắc khoảng 1 tiếng thôi. Nhưng mà có những môn, ví dụ như là có bạn bảo thầy Ngọc ơi em xem hết video của thầy hết bài đấy 3 tiếng. Thế thì làm nào để đỡ chán thì các bạn cứ xem. Ví dụ một bài giảng sẽ chia ra nhiều phần, đúng không? Thì chúng ta sẽ ví dụ hết phần 1, chúng ta có thể nhấn dừng lại, tạm dừng, và chúng ta đi uống nước, chúng ta đi ra ngoài nghe nhạc 5 phút chẳng hạn, kiểu như thế. Đó, và thư giãn để hết phần 1. Và sau đó chúng ta vào phần 2, chứ không nhất thiết là phải ngồi liên tục tì. Thực ra thì bản thân cô cũng thế, ngồi nghe cái gì mà khoảng 1 tiếng đồng hồ cũng cảm thấy mỏi lắm, mệt lắm. Thế thì cũng giống như trên lớp thôi, chúng ta hãy tạo nên một cái không khí học tập như trên lớp, như ở trên lớp học. Tức là gì? Tức là ngồi phải có giờ nghỉ, phải có giải lao. Đôi khi giáo viên đặt cái
câu hỏi tương tác, thậm chí là bạn có thể tạm dừng màn hình lại, bạn tự trả lời câu hỏi giống như bạn ngồi trên lớp vậy. Đấy, như thế thì nó hiệu quả được, hiểu chưa nào? Đấy, như thế thì chị Ngô nghĩ là sẽ không được ngủ đâu. Với cả thực ra là các bạn học pensi của cô người ca hoặc là bất kỳ pen nào ấy, các bạn sẽ thấy là cô người ca rất là hay hát đúng không? Đấy, giống như là vừa nãy mà khi mà trước khi mà sang bên Facebook của học bãi thì cô có online thử ở bên Facebook của cá nhân cô ấy. Đấy, thì cô có hát một bài mà các bạn rất là thích đúng không? Mà anh cứ đi là bây giờ hit bây giờ đúng không? Đấy, cho nên là giáo viên ấy có cái cách truyền đạt hay cũng là rất là quan trọng rồi, nhưng mà bản thân cô người ca thì còn có những cái tài lẻ để mà giúp cho các bạn không cảm thấy chán trong một bài học. Hoặc thậm chí là các bạn đang học mà các bạn chán bởi cái video đấy cô chẳng hát cái gì cả đúng không? Không phải các bạn học một nửa bài các bạn hơi buồn ngủ rồi, các bạn có thể tạm dừng và bật một cái nhạc thì nó lên, hoặc thậm chí là bật cái bản thu âm thì nó cô lên đúng không? Kiểu như thế để mình đỡ chán. Đấy, thì học cái cảm xúc khi học ấy nó phụ thuộc rất nhiều vào cái việc là chúng ta có biết cách điều tiết cái cảm xúc của mình hay không thôi, chứ còn các bạn đừng thấy chán là nản ngay. Và trên lớp cũng thế mà đúng không, nhiều khi chúng ta đi học ở trên lớp nóng nực này, cũng buồn ngủ này, thầy hôm đấy mệt cũng buồn ngủ này, thầy hôm đấy giảm chán mình cũng buồn ngủ này, hôm trước mình thức khuya cũng buồn ngủ này. Đấy, thì học online là bạn hoàn toàn chủ động được tất cả những điều đó. Ví dụ hôm trước bạn mệt, bạn ốm, có thể tạm dừng một buổi đúng không? Bạn có thể tạm dừng và dồn cái kế hoạch học tập sang tuần sau, kiểu như thế. Ví dụ như là mỗi tuần 4 bài nhưng mà tuần trước bạn ốm nghỉ mất một bài, thì tuần sau bạn phải đặt mục tiêu là bạn học 5 bài đúng không nào? Đó. Tiếng Anh của em ở mức trung bình, nếu học xong pensi em có được 6 đến 7 điểm hay không? Cô nghĩ rằng là hoàn toàn có thể được. Đặc biệt là nếu như mà bạn chịu khó, bạn cày thêm 10 cái đề ở cuối của pensi. Cô đang trả lời bạn Huyền Bi á, không biết là bạn Huyền Bi có đang nghe không. Thế nhưng cô khuyên các bạn rằng là pensi nó giống như là nó một cái nôm na, nó giống như là chúng ta làm một cái bánh gato. Chúng ta làm một cái bánh gato thật là đẹp thì pensi nó giống như là cái lõi bánh ấy, tức là phần bột thôi. Các bạn học pensi xong thì chúng ta mới chỉ có bột thôi, và cái bánh trông nó rất là xấu xí đúng không? Nếu chúng ta muốn đem đi tặng người khác, chúng ta muốn bán được tiền thì không thể đem tặng cái bánh ấy được. Thế thì PenE chính là một cái khóa học giống như chính là cái lớp kem phủ ở trên bánh. Nó làm cho cái bánh ấy đẹp hơn đúng không? Có giá hơn đúng không? Thế thì PenE chính là cái khóa học mà tiếp sau mối tiếp theo của PenC, tức là sau khi bạn có đủ kiến thức nền tảng rồi về tất cả các cái mảng kiến thức ở trong ngữ pháp, từ vựng, phát âm, là bạn có thể xử lý được chính xác là khoảng 39 câu trong đề thi tiếng Anh. Đấy, nếu mà theo cấu trúc như là năm 2016 và 2015 là bạn hoàn toàn có thể xử lý được 39 câu đó. Để cô xem 39 câu là rơi vào bao nhiêu điểm? 4,875. Đấy. Thế thì nếu mà bạn học pensi không thôi thì bạn hoàn toàn có thể cầm chắc được là bạn được khoảng 5 điểm. Thế còn PenE thì nó giúp ích gì nào? PenE sẽ cung cấp cho các bạn những cái phần mà PenC chưa làm được. Đấy chính là bài đọc đục lỗ, đấy là kỹ năng làm bài đọc hiểu, đấy là kỹ năng làm bài viết lại câu, và vô cùng quan trọng và chiếm 1.5 điểm trong bài thi, đấy chính là phần viết đoạn văn. Thì phải học PenE thì mới có thể được kỹ năng viết đoạn văn. Thế còn thực ra cái bài kỹ năng viết đoạn văn ở trong pensi nó là một cái bài rất là sơ sài, nó không thể đủ kiến thức để cho bạn làm bài đâu. Đấy, nó chỉ đủ để giới thiệu qua là thế nào là đoạn văn thôi, và một số những cái bước cơ bản thôi. Thế nhưng mà để có thể tích lũy được ý tưởng để viết bài, có thể tích lũy được từ vựng phù hợp cho cái bài thi đó, có thể tích lũy được cái khả năng tư duy của mỗi đề thi, cách diễn đạt hành văn thì phải là PenE. Đấy, các bạn nhớ nhé. Và có thể là năm nay cô người ca còn ra một khóa học mới là khóa học viết luận nữa. Đấy, chỉ có viết luận không thôi. Đấy, thì các bạn chú ý nhé. Và PenM, đấy, và PenM thì là dành cho giai đoạn từ còn khoảng 2 tháng cuối. Thế nhưng thực tế thì nếu mà bạn học pensi mà chắc rồi, bạn học một cách nghiêm túc rồi,
bạn vẫn còn giữ fancy và bạn thì tức là bạn vẫn còn quyền truy cập vào tài khoản fancy thì bạn thực ra không cần phải mua member. Đấy là lời khuyên của cô, khuyên các bạn. Khuyên các bạn, còn có thể có những bạn nào mà chưa học member nhưng mà chỉ học chưa học fancy mà chỉ học fancy thôi thì có thể là mua thêm member để củng cố lại kiến thức, để xem lại kiến thức. Cô ơi, nếu giả sử không học kịp fancy khi ra fancy thì nên học cuối đầu như thế nào? Chúng ta nên kết thúc chuyên đề 10 trước tháng 12 trước khi vào học FNI. Đấy, tức là khi mà bắt đầu học FNI thì các bạn nên là tối thiểu các bạn đã kết thúc 10 chuyên đề rồi. Đấy là lời khuyên của cô. Thì các bạn có thể kiến thức để các bạn hiểu được vấn đề ở FNI. Thế còn những cái chuyên đề 11, 12, 13 thì nó là những cái phần kiến thức rất là hạn hẹp, tức là rất là ít ra, chiếm tỷ lệ rất là ít ở trong mình đề thi, thì có thể là chúng ta học cuối đầu cũng được. Học cuối đầu thì chúng ta tăng thời lượng bài học của một tuần lên thôi, đúng không? Cái này hoàn toàn là phụ thuộc vào cái việc kỹ năng lập kế hoạch của mỗi người. Penny khi nào mở? Tháng 12 mới mở hoặc Huy ơi. Ok, còn những câu hỏi gì nữa không nhỉ? Các bạn ơi, các bạn có thể đặt tiếp câu hỏi đi, chúng ta còn khoảng 15 phút nữa nhé. Có một bạn nói rằng là với những video quá dài, thực ra thì với công nghệ cao thì không có video nào quá dài đâu nhé. Thế nhưng mà cũng có thể với những môn học khác thì có những cái video quá dài. Các bạn xem hết video khoảng 2 tiếng rồi thì các bạn xong rồi làm bài tập nữa 4-5 tiếng một môn thì quá là mất thời gian. Thực ra thì cô nghĩ rằng là nếu như mà chúng ta cảm thấy cái gì đó quá sức với mình thì tốt nhất là chúng ta tạm dừng. Thậm chí có thể là hôm trước thứ hai bạn xem video, thứ ba bạn mới làm bài tập không sao cả, đúng không? Thực ra nó cũng giống như hệt như trên lớp thôi. Trên lớp chúng ta đi học này, không có thể là chúng ta chưa làm bài tập ngay cái ngày hôm đấy mà chúng ta về nhà chúng ta mới làm thôi mà, đúng không? Đấy thì tốt nhất là các bạn phân bổ thời gian làm sao để mình cảm thấy thoải mái nhất, sức khỏe của mình có đủ để tiếp thu được vấn đề, có thể đáp ứng được việc học, chứ không nhất thiết phải là cứ xem xong video thì sẽ thì làm bài tập luôn, đó, được chưa nào? Các bạn ơi, vừa nãy thì cô có nói đến vấn đề là sổ từ vựng, đúng không? Thì có rất nhiều bạn đặt câu hỏi là thế thì sau khi em làm cái sổ từ vựng đấy thì em làm nào để nhớ được? Thực ra thì có hai cách để mà nhớ được. Đấy là thứ nhất là bạn phải mở cái quyển sổ đấy ra để xem thường xuyên. Chúng ta có rất nhiều cái thời gian trống, thay vì là chúng ta mở điện thoại ra, thay vì chúng ta mở TV ra, thay vì chúng ta chat với bạn thì chúng ta có thể cầm cái quyển sổ đấy theo người bất kỳ lúc nào, mọi lúc mọi nơi. Đấy, cái kỹ năng đấy rất là quan trọng. Thứ hai, đấy là bạn muốn nhớ được một từ vựng, bạn phải đặt nó vào trong ngữ cảnh. Với một từ, các bạn nên ghi cái ví dụ mà các bạn gặp cái từ đó ra. Ví dụ như là bạn gặp một từ ở trong bài giảng fancy của cô ra, thì bạn ghi cái từ vựng nó ra vở, đúng không? Bạn có thể ghi luôn cái câu mà chứa cái từ đó ra đấy, để bạn học. Và một bước quan trọng không kém nữa, đấy là chúng ta phải tự đặt câu về cái từ đấy. Đấy, bởi vì khi bạn tự đặt câu thì bạn mới hiểu hết được là cái từ đấy nó đặt vào trong câu thì như thế nào, nó đặt ở đâu, đấy, có ý nghĩa gì, và bạn sẽ nhớ được hơn, sâu hơn, thay vì việc là bạn học thuộc cái ví dụ của cô, đúng không nào? Thế cho nên là trong cái quyển sổ từ vựng đấy thì nó phải đi kèm cả cái ví dụ nữa nhé. Có bạn hỏi là cô ấy làm sao thấy thú vị khi học tiếng Anh. Không biết là bạn đã theo dõi bài giảng của cô không? Chưa, nhưng mà cô nghĩ rằng là chúng ta cảm thấy một môn học gì đó thú vị, đấy là nhờ cái khả năng truyền cảm hứng của mỗi một giáo viên. Đó, và đã truyền cảm hứng của mỗi một giáo viên, và cái này thì nó giống như một tài năng hết. Nó giống như một cái tài năng bẩm sinh mà trời phú trong mỗi người. Có thể và nó cũng phụ thuộc vào cái việc là bạn có hợp với cái người để không. Ví dụ như là bạn rất là thích
mỹ tâm, nhưng mà bạn của bạn thì lại thích đông nhi kiểu như thế, đúng không? Và chúng ta không thể bắt nhau là mỹ tâm mới là nhất hay là đông nhi mới là nhất, đúng không? Đó, thế thì tốt nhất khi mà các bạn muốn học online của thầy cô nào đấy, chúng ta nên xem cái bài giảng mẫu, cái bài giảng thử của thầy cô đó, có thể là 2-3 bài giảng, và chúng ta cũng cảm nhận ngay được cái phong cách của thầy cô này như thế nào, dễ thương hay là gần gũi hay là thâm trầm sâu sắc hay là sôi nổi nhiệt tình đó. Và bản thân cái chất của con người bạn nó phụ thuộc, nó phù hợp với ai thì bạn sẽ theo người đấy, đúng không nào? Chúng ta đừng học theo phong trào nhá, đừng học theo phong trào. Không phải là cứ thầy cô nào nổi tiếng, rất nổi tiếng thì là nó hợp với mình đâu. Đấy, cho nên là các bạn cứ thử đi, đấy là quyền của chúng ta mà. Để xem còn câu hỏi gì nữa không ạ. Các bạn ơi, từ vựng là một thứ mà phải tích lũy mỗi ngày. Có bạn hỏi cô là nếu từ vựng kém học MC liệu có được 7 điểm hoặc hơn không? Nãy cô nói rồi, đấy là muốn được trên 5 điểm thì phải học cả NI nữa. Chẳng có ai học mỗi MC không mà được trên 5 điểm đâu các bạn ạ. Hoặc trừ phi là cái khả năng xuất phát điểm của họ đã là tương đối tốt rồi. Đấy, thế cho nên là và từ vựng học ở mọi lúc mọi nơi, mọi chỗ, không phải chỉ là trong khóa học của cô, không phải chỉ là trong sách giáo khoa, các bạn phải có rất rất nhiều cái nguồn khác để bạn học. Đặc biệt là những bạn nào lại còn muốn phát triển toàn diện cả nghe nói đọc viết nữa thì lại càng phải học nhiều từ những nguồn khác nhau. Đấy. Còn ở đây thì cô chỉ cung cấp cho các bạn chất liệu để các bạn có thể làm tốt được bài thi quốc gia, có thể có được ngữ pháp tốt, có thể có được một cái lượng từ vựng nhất định tương đối, có thể nắm được quy luật phát âm về cơ bản. Thế còn nếu mà chúng ta muốn học giao tiếp thì nó lại là một cái cách học khác, chúng ta phải có môi trường để thực hành, môi trường để luyện tập. Đấy. Nên trong một buổi cô không thể nào mà giải thích hết được tất cả các vấn đề, mà ở đây chúng ta chỉ xoay quanh vấn đề học MC, đúng không? Học khóa học MC và sau đó chuẩn bị cho khóa học MC như thế nào và bên mở như thế nào. Thế còn cô trả lời cho các bạn lớp 11, những bạn lớp 11, lớp 10, lớp 11 hoặc lớp 10 thì chúng ta còn nhiều thời gian, thì các bạn chỉ cần phân bổ là các bạn học MC trong cả năm lớp 11 thôi, hoặc cả năm lớp 10 thôi. Thế thì chúng ta có rất nhiều thời gian mà, đúng không? Lúc đấy thì chúng ta chỉ cần là một tuần 2 bài giảng là vừa thôi. Đấy là của những bạn lớp 11, lớp 10 mà học MC. Thế thì đấy là lời khuyên của cô, đấy là chúng ta nên học trước để có cái kiến thức nền tảng trước. Chứ còn thực ra cái việc lớp 12 mới bắt đầu học tiếng Anh thì đấy là nước đến chân mới nhảy được. Chúng ta không nên làm như thế. Cho nên cô vẫn khuyến khích các bạn lớp 10 nên học MC để năm lớp 12 có thể thành thơi học bánh y, có thể thành thơi làm các cái sách tham khảo của cô. Đấy. Thì bởi vì ngoài việc dạy ở học bãi ra thì cô có xuất bản sách nữa. Đấy. Cho nên các bạn cũng phải xem cái sách tham khảo của rất nhiều nguồn khác nhau nữa. Những cái câu hỏi như kiểu cô ơi, học sinh chuyển từ khối A qua khối C liệu có được 21 điểm không? Trời ơi, cô có dạy khối C đâu, làm sao cô biết được? Đúng không? Câu hỏi này hơi bị kỳ cục, cô không thể biết được điều này. Rồi các bạn ơi, các bạn còn câu hỏi gì về việc học MC nữa không? Đó. Về kênh liên lạc với cô Nguyệt Ca thì các bạn nhớ rằng là dưới mỗi một bài giảng thì các bạn có thể trao đổi bài giảng, trao đổi cái bình luận hoặc là đặt câu hỏi xuống những bài giảng, và đội ngũ admin của học bãi.vn sẽ trả lời cho các bạn các cái câu hỏi này. Thế còn về cá nhân cô Nguyệt Ca thì những bạn nào đã đăng ký MC rồi, và nhớ là đăng ký chính thức nhá, đăng ký qua học bãi.vn chứ không phải học lậu nhá, thì các bạn hãy chụp màn hình tài khoản để chứng thực cho cô là các bạn đang học MC, các bạn inbox cho cô Nguyệt Ca. Facebook của cô là Ca Nguyệt Cô, nó hơi bị ngược đời một tí. Cô comment ở bên dưới đấy. Và các bạn inbox cho cô thì cô sẽ kết bạn, và sau đó thì cô sẽ có một cái group kín
và cô sẽ theo dõi sát cái tình hình học tập của các bạn trong cái group kín đấy. Và cô cũng sẽ tặng cho các bạn thêm rất nhiều tài liệu. Đấy, thì đấy là cái quyền lợi đặc biệt mà chỉ có những bạn học Pensy chính thức qua học mã.vn thì cô mới dành cái quyền lợi cho các bạn thôi. Thế cho nên là nếu mà các bạn, đúng không, 500 anh em Facebook ở đâu đấy mà còn thất lạc thì các bạn mau chóng là inbox cho cô Nghịch Ca để các bạn được vào group kín, đúng chưa nào? Thế và học hành là một cả một quá trình, nên trước hết là chúng ta phải có kế hoạch học tập hợp lý, chúng ta phải cam kết rõ ràng với kế hoạch học tập đó, phải kiên nhẫn, kiên trì và chắc chắn là sẽ thành công. Chứ còn các bạn đừng chưa bắt đầu nhưng đã hỏi là có kịp hay không. Không có gì là không kịp cả. Thậm chí có những bạn mà chỉ nỗ lực trong 3 tháng cuối cùng nhưng mà cũng có thể tăng được đến 2 điểm. Thế thì đấy là một cái điều hoàn toàn có thể xảy ra, đúng không? Nothing is impossible, đúng không? Chẳng có gì là không thể cả. Thì tất nhiên có những điều rất là phi lý, ví dụ như là có những điều rất là phi lý, ví dụ như là một tháng mà tăng hẳn được 3 điểm hay 4 điểm thì cũng nghĩ là điều đấy không xảy ra. Thế nhưng mà nếu chúng ta có từ 2 tháng trở lên, chúng ta cũng có thể làm những kỳ tích, đúng không? Bạn Lưu Nguyễn hỏi là cô ơi, là ngoài việc làm bài tập của cô, em luyện thêm các bài tập trong các sách tham khảo khác. Cô hoàn toàn khích lệ và ủng hộ các bạn làm trong các sách bài tập khác với một điều kiện, đấy là đáp án các bạn có trong tay. Một, phải là đáp án chi tiết để các bạn có thể không hiểu chỗ nào là sai cứ luôn. Hai, là nó phải là đáp án chuẩn. Đấy. Còn tất cả những thầy cô nổi tiếng như là thầy Vĩnh Bá, cô Hoàng Thị Lệ, cô Mai Lan Hương đều là những người thầy cô đi trước và ra rất là nhiều sách, thì các cái sách đấy đều là những sách mà đã được kiểm chứng rồi. Đấy. Nhưng tuy nhiên thì cô thấy rằng là thầy Vĩnh Bá thì sách của thầy Vĩnh Bá không có giải chi tiết đâu, mà rất là khó nữa. Đề thi quốc gia bây giờ nó không khó như vậy, nó không quá khó như vậy, cho nên là nếu học sách thầy Vĩnh Bá thì thường là phù hợp với những bạn học sinh giỏi thôi, hoặc là những bạn mà mục tiêu 9 điểm thôi. Sách của cô Mai Lan Hương thì có vẻ là phù hợp với trình độ hơn. Nhưng các bạn cũng phải nhìn xem là cái sách đấy viết năm nào và cái cấu nó có bám sát với cấu trúc của kỳ thi quốc gia từ năm 2015 trở đi hay không. Đấy cực kỳ quan trọng. Tại vì là nếu mà là những cái sách mà ra quá lâu rồi ấy, thì nó quá khó và nó cũng không sát với kỳ thi. Các bạn học cũng được, cũng tốt thôi, nhưng mà nó hơi mất thời gian của mình, nó hơi phí thời gian của mình. Flashcard cũng là một cách học rất là hay. Flashcard cũng là một cách học rất là hay. Flashcard là gì đây? Ví dụ như đây là một cái bảng giấy, đúng không? Thì một mặt trước các bạn ghi từ này, bạn ghi phiên âm này, đúng không? Mặt sau bạn ghi nghĩa này, mặt sau bạn ghi nghĩa. Và bạn có thể học một mình hoặc bạn có thể tốt nhất là học với một người bạn nữa. Ví dụ như chúng ta giơ cái tờ giấy này lên, đúng không? Tờ giấy nó phải đủ dày nhá, nó đừng mỏng quá thì giơ lên một cái là biết ngay đáp án đằng kia là gì, đúng không? Đấy, mỏng như cái tờ này của cô nó không được này. Nếu các bạn giơ lên thì bạn có thể đọc. Ví dụ như là các bạn học từ loyalty, đúng không? Bạn đọc cái từ đó lên là loyalty thì cái người đối diện sẽ phải cho biết nghĩa, đúng không? Kiểu như vậy. Hoặc là các bạn đọc loyalty, các bạn cho biết nghĩa và người kia sẽ kiểm tra lại bạn. Kiểm tra lại bạn xem là bạn có nói đúng nghĩa của từ hay không. Cái nghĩa nó nằm ở mặt sau ấy thì bạn nó có thể kiểm tra cho mình. Hoặc là nếu mình học từ học của mình, đúng không? Mình sẽ ra cái tờ đó lên. Loyalty là sự trung thành. Xong lại lật mặt sau xem có đúng hay không. Có đúng là nó là sự trung thành hay không, đúng không? Đó, đấy là cách học qua flashcard. Nếu mà bạn nào chưa biết thì chúng ta thử nhé. Flashcard thì các bạn phải chăm chỉ tự làm cái flashcard đấy. Ok, còn mấy phút cuối các bạn có muốn hỏi cái gì nữa không? Có những câu hỏi mà cô không thể trả lời được bởi vì thực sự thì nó quá là rộng. Đó. Ví dụ như là cô ơi em mất gốc thì học thế nào bây giờ, thì câu trả lời cuối cùng của cô vẫn là hãy đăng ký khóa học Pensy và bắt tay vào học ngay hôm nay. Nhìn xem nó có bao nhiêu bài giảng, nhìn xem mình có bao nhiêu ngày và chia ra bao nhiêu ngày thì học một bài, hay có bao nhiêu tuần và mỗi tuần mình học bao nhiêu bài. Thế còn học như thế nào thì đầu tiên cứ xem bài giảng đã, xem là cô nói gì ở trong đấy,
sau đó làm bài tập để vận dụng những kiến thức vừa học vào bài tập, sau đó kiểm tra xem mình làm đúng hay sai, hiểu được vấn đề hay chưa bằng cách nhìn đáp án, xem phần đáp án chi tiết, đọc kỹ những cái giải thích của những câu sau đó. Thế và những bạn nào chăm chỉ hơn ấy, bạn nào chăm chỉ hơn nữa thì là các bạn làm xong một lần, bạn có thể cất vào trong ngăn kéo, khoảng một tháng sau bạn lại lôi ra làm lại. Ví dụ lần đầu tiên bạn làm là bạn được 70%, đúng không? Sau một tháng bạn xem lại bài giảng, bạn làm bài tập và bạn đặt mục tiêu là bạn phải được tối thiểu là 80%. Chứ còn nếu mà lần sau mà làm một điểm như thế hoặc là có thụt lùi, đấy là một điều đáng báo động. Thế là tức là chúng ta chưa nhớ được kiến thức, đúng không nào? Ok, những bạn nào vào sau thì các bạn chịu khó xem lại toàn bộ livestream nhé, để xem tất cả các câu hỏi của cô. Cô không thể trả lời hết tất cả các câu hỏi, nhưng cô hy vọng rằng tất cả điều cô vừa trình bày thì nó đã đủ tương đối rõ rồi cho các bạn, để các bạn có một cái kế hoạch học tập tốt hơn. Thế còn trước khi kết thúc thì các bạn có câu hỏi nữa không ạ? Chúng ta cứ hỏi lại một lần nữa cho chắc. Còn câu hỏi nữa không? Ok. Rồi, cô rất là hy vọng rằng buổi ngày hôm nay sẽ truyền được động lực cho các bạn, để các bạn có thể học pencil một cách hiệu quả hơn, các bạn có thể tin tưởng vào cô người ca hơn, các bạn tin tưởng vào hình thức học online cũng như là học mãi hơn. Đó, cái đấy rất rất là quan trọng. Bởi vì nếu mà chúng ta chưa tin tưởng được ai đó thì chúng ta không thể nào có được cái quyết tâm được, đúng không? Và đôi khi cái sự tin tưởng nó sẽ giúp cho chúng ta thêm động lực cho việc học. Ví dụ như là bạn thần tượng một cái ca sĩ nào đó thì bạn lấy người ta làm động lực, đúng không? Hoặc bạn thần tượng một cái anh chị nào đó học rất là giỏi thì bạn hãy lấy người đó làm động lực. Đấy. Rồi các bạn ơi, chúng ta sắp hết giờ livestream rồi, không biết là các bạn hôm nay các bạn đã happy với phần trả lời của cô người ca chưa? Và để chia tay các bạn thì các bạn có muốn nghe cô hát tặng một bài không? Yeah, ai thích nghe cô hát tặng một bài thì giơ tay lên được không ạ? Các bạn nào mà chưa biết Facebook của cô thì các bạn có thể theo dõi ở trong cái phần comment nhé. Các bạn follow hoặc là inbox cô nếu như mà các bạn Ok. Các bạn ơi, các bạn có muốn nghe hát không? Rất là nhiều bạn đang comment đấy ạ. Cô vừa mới hát bài Anh Cứ Đi Đi ở bên Facebook của cô rồi. Các bạn muốn nghe lại không? Các bạn muốn nghe lại bài này không? Cô thấy rất là nhiều bạn comment. Ok, hôm trước cô cũng có viết một cái status là cô cover cái bài đấy được không? Thế là rất nhiều bạn. Nếu không thì như cái status đấy phải được gần 1.000 likes. Đấy, các bạn rất là háo hức của cái bài hát đấy, đúng không? Ok, thì cô sẽ hát lại bài đấy nhá. Và sau khi hát xong, không biết là học mãi có thể cắt riêng cái đoạn này ra để post lên được không? Ok, hát tiếng Anh thì cô hát quá nhiều trong các bài giảng rồi, chắc là chúng ta sẽ nghe hát tiếng Anh ở một thứ khác nhé. Thực ra thì cô rất là ít khi hát tiếng Việt, nên là hôm nay sẽ thử hát một lần xem, và thực sự là cái bài này cô chưa hát bao giờ. Vừa nãy hát ở bên thử ở bên kênh của cô thì đấy là lần đầu tiên cô hát cái bài này. Ok, chúng ta sẽ nghe Anh Cứ Đi Đi nhá. Trời ơi, Anh Cứ Đi Đi comment rào rào lại còn xong tất cả nữa chứ. Đây.
kề. Các bạn lắng nghe nhé. Tình yêu là thế, đôi khi là mình say mê, đôi khi là mình ngô nghê, tìm một người để nỗi rơi lệ. Là thế, khi yêu ai chẳng cần biết nữa, khi thương ai thì dù trong mưa vẫn cảm thấy ấm áp dư thừa. Rồi khi em thấy anh trong tay của người khác ấy, sao em quên được khoảnh khắc đây, anh bên ai hạnh phúc như vậy. Thì thôi, buông đôi tay và để anh đi, xem như ta lần đầu chia ly, và cũng là lần cuối nghĩ suy. Thì anh cứ đi đi, anh cứ xa em và đừng ngẫm nghĩ. Hạnh phúc ra sẽ yêu thương như nhau, chỉ thêm thời gian lãng phí. Thì anh cứ đi đi và đừng nhớ nhung chi. Về đâu khi ta đã làm mất nhau, mình buồn vì tim mình đau, mình buồn vì ai hấu đau. Từng lời buồn chưa hết câu, nước mắt đã dâng khẽ sâu. Đừng bên nhau nếu không vui, em muốn thấy anh cười. Vì yêu nên em xin anh cứ đi đi, bỏ mặc em. Rồi khi em thấy anh trong tay của người khác ấy, sao anh quên được khoảnh khắc ấy, anh bên ai hạnh phúc như vậy. Thì thôi, buông đôi tay và để anh đi, xem như ta lần đầu chia ly, và cũng là lần cuối nghĩ suy. Thì anh cứ đi đi, hãy cứ xa em và đừng ngẫm nghĩ. Hạnh phúc ra sao yêu thương như nào, chỉ thêm thời gian lãng phí. Ừ thì anh cứ đi đi và đừng nhớ nhung chi. Về đâu khi ta đã làm mất nhau, mình buồn vì tim mình đau, mình buồn vì ai hấu đau. Từng lời buồn chưa hết câu, nước mắt đã dâng khẽ sâu. Đừng bên nhau nếu không vui, em muốn thấy anh cười. Vì yêu bên em xin anh cứ đi đi. Mình buồn vì tim mình đau, mình buồn thì ai hấu đau. Từng lời buồn chưa hết câu, nước mắt đã dâng khẽ sâu. Đừng bên nhau nếu không vui, em muốn thấy anh cười. Vì yêu nên em xin anh cứ đi đi, bỏ mặc em. Hey, that's the end of the live stream. Thank you very much for listening to me, and I hope the information I gave you is useful for you, not only to study Pansy course, but also to study English in general. And well, good luck for the coming exam, and goodbye. See you soon.